chương 3963, bình minh sắp tới. Tinh không trói lọi nhiều màu, thỉnh thoảng có hằng tinh bạo tạc, phóng xuất ra có thể truyền bá ức vạn dặm ánh sáng. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên lấy thiên địa hai đỉnh bố trí đi ra thiên địa đại trận, giống như một tòa có thể dung nạp đại thế giới cối say cực tốc xoay tròn, cùng hắc thủ đang đối mặt đụng nhau. Đỉnh hiển hóa hồng hoang thế giới, lấy bản nguyên là lớn, gánh chịu trong trận tất cả tu sĩ lực lượng. Bản nguyên cổ thần sách diều đứng tại hồng hoang thế giới trung tâm, như thần sơn nguy nga, sau lưng hiển hiện ra thần cảnh thế giới màu đỏ sầm có không thua hồng hoang thế giới tráng lệ vô định thần hải bên trên rất nhiều tu sĩ đều nhìn qua một màn này cảm thấy trước nay chưa có rung động đây là đương đại tu sĩ đối với trường sinh bất tử giả chủ động xuất kích là thực lực dũng khí quyết tâm thể hiện vô luận thắng bại cũng có thể mang cho tất cả mọi người lấy to lớn ủng hộ oanh lôi thần trùy cùng trời đỉnh đối kích lôi điện xuyên thấu qua thiên đỉnh truyền vào thiên địa đại trận rơi xuống trong trận mỗi một người tu sĩ trên thân hư thiên đứng tại kiếm nguyên thần thụ bên dưới Thân thể bị lôi điện đến vô cùng sáng tỏ, trong miệng phát ra tiếng hét lớn, một bàn tay mà thôi, nhìn ngươi có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Mệnh vận chi quang, thiên chi thần quang, đỉnh trận tấn công nghịch phạt vô địch. Hư thiên giơ hai tay lên, thuộc về hắn mệnh vận chi môn hiển hiện ra thiên tôn cấp thần khí liên tục không ngừng tràn ra ngoài. A à, Phú phù nhã dáng người cao gầy, đứng ở trên trời đỉnh miệng đỉnh biên giới, dưới chân ánh ngọc thần huy, thủy tổ chi khí thần bí mà tinh thuần, kích phát thiên đỉnh lực lượng vận mệnh. Tại mệnh vận chi đạo bên trên tạo tinh thâm hư thiên cùng vô ngã đăng thì tại thôi động thiên trận, đem thiên đỉnh lực lượng càng lớn trình độ bảo phát đi ra. Thiên trận cùng địa trận đem kết hợp, thiên đỉnh cùng đỉnh, tạo dựng ra bền chắc không thể phá được trận pháp thiên địa. Thiên địa đại trận chống được hắc thủ một kích này, xoay tròn lấy hướng về sau bay rớt ra ngoài tiếp theo đem lôi điện chi lực gỡ đến trong tinh không vô ngần lần này chính diện giao phong làm cho tất cả mọi người vì đó tinh thâm đại trấn cho dù là bàn nguyên cổ thần nhân vật như vậy cũng có to lớn tâm lý rung động lấy tu vi cùng lịch duyệt của hắn chia đôi tổ lực lượng đã có cực kỳ khác sâu nhận biết. Hắn thấy, hắc thủ cầm lôi thần trùy tại vô định thần hải vùng tinh không này bạo phát đi ra chiến lực, còn muốn thắng qua tiến vào u minh địa lao trước đó hạo thiên. Hạo thiên tại cùng cảnh giới, có thể nói vô địch tồn tại dù là tiến vào bán tổ thì gian ngắn ngủi, bàn nguyên cổ thần cũng tin tưởng vững chắc hắn tuyệt đối có thể đứng ở từ xưa đến nay tất cả bán tổ hàng đầu. Hắc thủ có thể mang cho bàn nguyên cổ thần cảm giác như vậy, có thể thấy được hắn lực lượng đã ở vào thủy tổ phía dưới đỉnh. Nhưng thiên đỉnh cùng đỉnh tạo thành thiên địa đại trận lại có thể gánh vác hắn một kích đây mới là bàn nguyên cổ thần nội tâm rung động nguyên nhân khác hợp kích trận pháp tuyệt đối không có năng lực như vậy bàn nguyên cổ thần năng cảm giác bén nhạy đến thiên đỉnh sẽ tiến vào trong trận lực chúng kích cùng lôi điện chi lực không ngừng yếu hóa trở nên nhu hòa đỉnh thì đem những lực lượng này đã hấp thu không ít có phân giải thành bản nguyên hạt nhỏ có chuyển hóa tiến trận pháp nội bộ ngược lại để trận pháp trở nên mạnh hơn chính là có cái này hai đỉnh trong trận bọn hắn mới có thể lông tóc không tổn hao gì thiên địa đại trận bay ra ngoài ngàn vạn dặm sau ngừng lui thế lần nữa như là cối say bình thường bay về phía hắc thủ vô định thần hải trận pháp kiên cố cùng thiên địa đại trận uy năng đều là vượt qua hắc thủ đoán trước nhưng hắn cũng không như vậy rút đi. Bởi vì vô định thần hải trận pháp cũng tốt, thiên địa đại trận cũng được, đều chỉ có thể ngăn cản hắn mà thôi, còn sao uy hiếp không được hắn. Oanh, oanh, lôi thần trùy lại là liên tiếp mấy kích rơi xuống, đánh chúng thanh đồng thần thủ. Lôi điện bán tổ cấp hắc ám thần lực dọc theo thanh đồng chất liệu cành lá thân cây sợi rễ lan tràn vô định thần hải bên trong xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian phòng ngự trận pháp hiện lên sụp đổ chi thế trương nhược trần gắt gao nhìn chăm chú hắc thủ kia cảm nhận được trật tự tại lan tràn, không gian xuất hiện vạn tượng vô hình dấu hiệu. Hắn tựa như là một cái thượng thương chi thủ, chúa tể trong vũ trụ hết thảy sinh linh sinh tử. Chỉ có thể, liều mạng, trương nhược trần đứng tại chỗ đỉnh đỉnh, ánh mắt càng phát ra kiên định. Bàn chân trọng trọng dẫm mạnh huyền thai bên trong dương thuộc tính lực lượng dâng lên mà ra, siêu thân thể tiếp nhận chi cực hạn, để thiên địa hai đỉnh bạo phát đi ra uy năng lại tăng một phần. Hai đỉnh cấp tốc vận chuyển, hiển hóa thái cực đồ án, hình thành bài sơn đảo hải tiến công chi thế. Đối mặt công kích này lực lượng, chính là hắc thủ đều do dự, không có tiếp tục công kích thanh đồng thần thụ, mà là lựa chọn né tránh, biến mất tại thiên địa hai đỉnh phía trước. Xuyên, một lát sau, hắc thủ xuất hiện tại quy khư trên không, lần nữa phung trùy. Giống, bàn nguyên cổ thần thét dài một tiếng dưới chân tiếp theo xuất hiện một tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần hai tay hư ôm, tinh thần lực cùng không gian quy tắc ngưng tụ, đột nhiên đẩy ra. Bàn nguyên cổ thần trong khoảnh khắc bị truyền tống ra ngoài, xuất hiện đến hắc thủ đối diện. Chân chính một mình đối mặt hắc thủ. Bàn nguyên cổ thần tài chân chính cảm nhận được cô áp bách kia tính khí tức hủy diệt. Tựa như là trong vũ trụ tất cả hắc ám đều hội tụ ở này. Hắc ám chi đạo chúa tể, sợ là bất quá cũng như vậy đi. Bàn nguyên cổ trong thần tâm hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ, tùy theo tụ lực đã lâu một búa ngang nhiên nam ra ngoài cùng chạm mặt tới lôi thần chùy đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm một kích này so hằng tinh bảo tạc hình thành ánh sáng còn muốn chướng mát to con này cũng dám cùng bán tổ cấp lực lượng đối cứng hư thiên líu lưỡi con mắt meo thành một đạo khe hẹp thiên địa đại trận bay qua tiếp được bay ngược mà quay về bàn nguyên cổ thần bàn nguyên cổ thần trụy rơi xuống hồng hoang trong thế giới đụng nát vô số sơn nhạc trên thân vô số lôi điện lưu động rất nhiều làn da cùng cơ bắp đều trở nên cháy đen nhưng trong miệng lại phát ra tiếng cuồng tiếu còn giống như chưa đủ nghiền bình thường oanh lôi thần trùy kích thứ hai rời ẩm ẩm quy khư trên không căn bản là không có cách ngăn cản không gian mảng lớn sụp đổ màn sáng trận pháp lung lay sắp đổ đã có không ít lôi điện chi lực cùng hắc ám quỷ dị chi khí như là từng đầu thác nước rơi vào vô định thần hải rất nhiều hải vực cũng vì đó sôi trào hắn thật chính là lượng kiếp hóa thân sao hắn phải diệt thế không ai có thể ngăn cản vô số tu sĩ nhìn qua rách dưới bầu trời, tâm tình nước mắt tang, lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn đã liều qua, hội tụ thiên giới chúng sinh lực lượng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trì hoãn kiếp nạn, vô pháp ngăn cản. Tinh hải người thả câu đứng tại chính mình chiếc kia cũ nát không chịu nổi trên thuyền gỗ nhìn qua từng đầu từ trên trời rủ xuống thác nước màu đen, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn đem tất cả tinh thần lực thu hồi thể nội, không còn thôi động trận pháp. Thái sư phụ, trên thuyền gỗ, hư vấn chi lộ ra không hiểu thần sắc. Thủ không được. Tinh hải người thả câu cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua, treo ở vải buồm màu đen bên trên cây kia cần câu, nói đem chiếc thuyền này cùng cây kia can giao cho ngươi sư tôn, con đường tương lai, phải sửa vào chính các ngươi. Hắc thủ coi như mạnh hơn. Lão phu không tin cấp 92 Thiên Viên Vô Khuyết Tự Bảo Thần Tâm, hắn có thể lông tóc không tổn hao gì. Bá, tinh hải người thả câu chắp hai tay sau lưng, phá không mà lên, như là sao băng xuyên qua màn sáng trận pháp, thẳng hướng hắc thủ mà đi. Rất nhiều tu sĩ đều thấy cảnh này. Trương Nhược Trần tâm bên trong xúc động cực lớn, rất là khó chịu, nhưng cũng minh bạch, đối mặt hắc thủ loại tầng thứ này tồn tại, bán tổ không ra, trừ tự bảo thần nguyên, thần tâm, căn bản không có khác hữu hiệu ngăn được thủ đoạn. Hư thiên nói mưa bồ sinh ngược lại là có loại, nhưng hắc thủ thần hồn tương đương cường hoành không có khả năng cho hắn tự bạo thần tâm cơ hội đi cho hắn mở đường thiên địa đại trận vận chuyển đuổi kịp tinh hải người thả câu hướng quy khư trên không hắc thủ mà đi hắc thủ hiển nhiên biết mục đích của bọn hắn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn một đổi một cơ hội dù là hắn có tự tin có thể gánh vác tinh hải người thả câu tự bạo thần tâm lực lượng nhưng cũng không muốn bốc lên bất luận cái gì phong hiểm không gian chấn động hắn biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã ở trên trời long giới phía trên. Thiên long giới vị trí tỏa độ không gian, chính là vô định thần hải tất cả. Trận pháp trọng yếu đầu mối then chốt, nếu có thể đem thiên long giới nhổ, thần hải trên tất cả trận pháp đều đem sụp đổ, không còn có lực lượng có thể ngăn cản hắn. Ngũ Long thần hoàng người mặc thần khải, đứng tại một tòa thần điện màu vàng óng đỉnh, hai mắt như đuốc, nói Long tộc chính là chim sơn ca chi vương, không sợ bất cứ địch nhân nào, chiến. Thiên Long giới sông tố đan sen, Phạn Long lao nhanh bọn chúng trong miệng tề tề phun ra từng đạo cột sáng hội tụ thành vọt lên màn ánh sáng ầm ầm lôi thần trùy rơi xuống tất cả cột sáng đều bị đánh tan quần long như mưa rơi xuống dưới có long hóa là bùn máu có rồng đổ vào trong hố sâu gào thét có long nộ diễm đốt người lần nữa nghịch sông trời cao thiên long giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới giới thể phòng ngự đủ cường đại lịch đại thần long đều là lưu lại quy tắc thần văn gánh vác một đợt này công kích mà liền tại hắc thủ muốn đánh ra kích thứ hai thời điểm Thiên Long giới nơi sâu xa của đại lục. Trọng trọng trong rừng rậm, vang lên một đạo Tổ Long Ngâm. Tổ Long Ngâm, ẩn chứa đạo uẩn, phá vỡ thế gian hết thảy quy tắc. Đúng là trong nháy mắt truyền khắp thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới để tại phía xa phương đông vũ trụ cùng hắc ám trị uyên tu sĩ đều loáng thoáng nghe được long ngâm tựa như cánh cửa thời không bị mở ra hai cái thời đại phát sinh trùng điệp tổ long muốn hàng lâm bàn nguyên cổ thần giải rất nhiều cấp độ sâu bí ẩn một đôi giống như thần đàm trong con mắt lớn lộ ra ý cười, là tổ long lưu lại lực lượng, lần này được cứu rồi. Hắc thủ ngàn vạn lần không nên, không nên công kích thiên long giới. Là tòng long tổ truyền tới, long chủ anh tư bừng bừng phấn chấn, đứng tại hắc ám thần điện bên ngoài. Vốn là phụ mệnh trông coi sáu tôn thạch nhân. Ngay tại tổ long ngâm vang lên thời điểm, cánh tay hắn run rẩy một chút. Bàn tay trở nên nóng rực, hắn mở ra xem xét, lòng bàn tay viên kia tổ long vẩy, không ngừng lấp lóe dị sắc, phóng thích cổ lão mà nặng nề thủy tổ chi khí. Hoa thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp từ hắn trong tay áo tự động bay ra ngoài xông ra kiếm giới cùng quy khư bay về phía thiên long giới đây là có chuyện gì tổ long lưu cho hậu thế thủ đoạn tổ long lân cùng thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp ở giữa tồn tại đặc thù nào đó liên hệ kéo dẫn long chủ, cùng theo một lúc đi vào thiên long giới trên không. Long chủ mái tóc dài màu vàng óng trong gió chập chờn cảm nhận được huyết mạch trong người chỗ sâu nguồn lực lượng nào đó bị kích phát đi ra, lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ gặp tổ long lân chung quanh cũng xuất hiện cùng loại tổ long lân lân phiến đem hắn toàn bộ bàn tay bao khỏa hướng cổ tay cánh tay phần cổ lan tràn hướng toàn thân hoa trong long xào xông ra một đạo tráng kiện hỗn độn hà thải đem long chủ cùng thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp bao phủ trong đó là tổ long chi khí. Thiên long giới bên trong, rất nhiều hóa thành nhân hình long tộc tu sĩ, đứng tại bờ biển, mừng rỡ vạn phần. Càng nhiều dân tộc thủy tu thổ, thì quỳ xuống đất lễ bái. Long chủ đối với trong long xào tuôn ra tổ long chi khí, cảm thụ là khắc sâu nhất lòng bàn tay viên kia tổ long lân nóng rực đến phảng phất muốn đem hắn thân thể hòa tan theo hấp thu tổ long chi khí càng ngày càng nhiều toàn thân hắn trên dưới lại đều bao trùm lên một tầng lân phiến tổ long giáp trong đầu hắn hiện ra ba chữ này trên không truyền đến cực kỳ tính áp bách ba động hủy diệt. Hằng tinh lớn nhỏ lôi thần truy, đè ép rảnh rỗi ở giữa lõm, nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới. Oanh, tại hỗn độn hà thải bên trong, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp hiển hóa ra mặt trời mặt trăng, đem lôi thần truy vững vàng ngăn trở. Long chủ cảm ứng đến trên thân tổ Long giáp truyền đến cổ lão lực lượng máu trong cơ thể đang sôi trào tùy theo nâng lên một bàn tay một cái kim quang lập lòe vuốt rồng khổng lồ tại Long xào trên không hiển hiện ra cùng trong tinh không hắc thủ đụng nhau cùng một chỗ ầm ầm sóng năng lượng càng khủng bố tùy theo bộc phát ra đi đem vô định thần hải phía trên không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ mảng lớn mảng lớn tinh không tại đổ sụp phảng phất là tổ long vượt qua thời không hàng lâm tại cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp tất cả long tộc nghe lệnh phun ra long tức hợp thành. Tụ thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, trợ long chủ nghinh địch. Ngũ long thần hoàng lần nữa truyền ra pháp lệnh, tiếng chống trận, ở trên trời long giới các nơi vang lên. Toàn bộ thiên long giới long tộc, hóa thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, phóng hướng thiên khung miệng phun long tức. Tại ngày đó một tháng chiếu dọi xuống, rất là tráng quan cùng rung động. Đối mặt biến hóa như thế, tinh hải người thả câu tự nhiên là không tiếp tục tự bạo thần tâm, tạm thời cũng trở về không được vô định thần hải, đành phải tiến vào thiên địa đại trận, cùng trương nhược trần hư thiên trung trưởng trận pháp đến tận đây vô định thần hải phía trên xuất hiện ba cỗ có thể ngăn cản hắc thủ lực lượng tứ phương chiến đấu long trời lở đất kịch liệt bắt đầu đấu pháp yếu nhất một cỗ chính là đã phá thành mảnh nhỏ phòng ngự đại trận bởi vì thiếu khuyết tinh thần lực cấp 90 tu sĩ thôi động, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Bá, 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 tiểu hắc, lạc cơ, khổng lan du hóa thành tam đại lưu quang, bay ở trên mặt biển, rốt cục vượt qua không biết bao nhiêu ức giảm hải vực, đi vào thanh đồng dưới thần thụ sư công tình huống có chút không đúng tiểu hắc tinh thần lực đã đạt cấp 85 bén nhạy cảm ứng được một ít gì đó bởi vậy ngăn cản lạc cơ cùng khổng lan du tiếp tục tiến lên một mình dẫm lên hải thủy hướng dưới cây bước đi vẫn thần đảo chủ rõ ràng tinh thần lực đã khô kiệt nhưng lúc trước lôi thần trùy thông qua thanh đồng thần thụ thả ra lôi điện chi lực vậy mà không đả thương được hắn mảy may toàn bộ bị tinh thần lực tràng vực ngăn trở vẫn thần đảo chủ thân dưới trong nước biển xuất hiện từng đạo lưu động con đường ánh sáng những này con đường ánh sáng giống như là từng hạt điểm sáng hội tụ mà thành không ngừng hướng nơi xa lan tràn đang chậm rãi xoay tròn ngay tại tiểu hắc nhiếp tay nhiếp chân sắp đi đến vẫn thần đảo chủ trước mặt thời điểm đột nhiên người sau mở ra hai mắt sư công ngươi không có sao chứ tình huống bây giờ rất nguy cấp chúng ta liền muốn thủ không được lão nhân ra ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tiểu hắc lại là lo lắng lại là vội vàng hắc ám thần điện ra biến cố vẫn thần đảo chủ vốn là không có thần thái song đồng bỗng nhiên tách ra sáng trói hà thải thân hình tật tốc bay lên mà lên. Vốn là ẩn vào đáy nước từng đạo con đường ánh sáng, ở trong hư không bầy biện ra đến, cực tốc xoay tròn, hóa thành từng đầu vượt qua toàn bộ vô định thần hải vạn ức giảm dáng dấp tấm lụa. Trong mảnh tinh vực này, tất cả thần linh đều cảm ứng được. Một đạo cường hoành tới cực điểm tinh thần ý thức đã được sinh ra đời. Như chiêu dương dâng lên tại bình minh, mang cho người ta vô hạn hy vọng.